rồi. Lao vào những cuộc chơi chỉ còn chúng ta, nghẹn ngào chơi vơi. Con tim sao như lời chỉ tôi, như lời mẹ tôi, mang quê hương trên đôi vai gầy. Những trái ủi dề, những trái mê đổ phong lùa đòn gánh che. Ai mua ai không mua, ai mua chỉ có đủ chờ tí ơi có chua không đều ơi. Chỉ tôi như lời mẹ tôi, mang quê hương trên đôi vai gầy. Những trái ủi dề, những trái mê đổ phong lùa đòn gánh che. Ai mua ai không mua, ai mua chỉ có lùa che. Tí ơi có chua không, tiểu ơi có đắng không, chỉ có đồ chè. Tí ơi có chua không, tiểu ơi có đắng trọng. Chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý quan khách đến tham dự buổi lễ khai mạc chương trình ẩm thực Gánh Hàng Rong tại vườn ẩm thực Mai An Tim 4 tháng 4 năm 2015. Kính thưa toàn thể quý vị, cùng với ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Hoài Phương và phần múa minh họa rất đặc sắc của vũ đoàn The Chanmen đã mở đầu cho buổi lễ khai mạc ẩm thực Gánh Hàng Rong. Kính thưa quý vị, với ca khúc vừa rồi đã đưa tất cả quý vị trở về với không gian của Nam Bộ xưa. Kính thưa quý vị, miền đồng bằng châu thổ Cửu Long là một vùng đất trù phú, được thiên nhiên ưu đãi, cây lành trái ngọt quanh năm, ruộng lúa cò bay thẳng cánh. Và chính vì những điều kiện tự nhiên ấy đã hình thành nên tính cách con người nơi đây vốn đôn hậu, chất phác và hào sản. Kính thưa toàn thể quý vị, chính vì những lợi thế về vị trí địa lý và sự ưu đãi của thiên nhiên nên vùng đất Tây Nam Bộ nói chung và tỉnh Bến Tre được mệnh danh là vương quốc của dừa nói riêng, đã hình thành nên một nét văn hóa ẩm thực phong phú. Khi trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Năng Động, nhà hàng The Chanmen, vườn ẩm thực Mai An Tim phối hợp tổ chức chương trình ẩm thực mang tên Gánh Hàng Rong với mong muốn tái hiện lại hình ảnh Nam Bộ xưa, và đồng thời giới thiệu duy trì những món ăn mang tính truyền thống của địa phương. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình ẩm thực sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ thêm về những món ăn truyền thống của quê nhà, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương xứ dừa đến du khách gần xa. Kính thưa toàn thể quý vị, đến tham dự buổi lễ khai mạc hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu. Về phía cấp tỉnh, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Luông, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Kim Nuống, Sở Tài chính Bến Tre. Về phía thành phố, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thanh Huệ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bến Tre. Về phía chính quyền địa phương, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Trọng Nhân, Bí thư xã Mỹ Thạnh An. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh An. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Hải, Bí thư phường 1, thành phố Bến Tre. Thật quý,
được sự động viên và khuyến khích của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cũng như Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì cũng như những mong muốn của các anh em của công ty Năng Động và nhà hàng Vừa Làm Thực Mang Tim, thì chúng tôi đã nung nấu cái ước mơ từ lâu, muốn mở một cái gì đó tạo một cái điểm nhấn về du lịch tại tỉnh nhà, để quảng bá những món ăn, nhất là ẩm thực từ xứ Dừa cho tất cả quý vị du khách có dịp cuối tuần lưu trú về tại Bến Tre để chúng ta thưởng thức những món ăn chuyên về ẩm thực xứ Dừa, cũng như những món ăn dân gian, những món ăn thất truyền mà từ lâu chúng ta ít có dịp để thưởng thức. Và với mong muốn đó thì ngày hôm nay ban tổ chức ở công ty Năng Động kết hợp với nhà hàng Sâm Bên và Vườn Ẩm Thực Mang Tim đã mở ra một loại hình ẩm thực mới mẻ, đó là ẩm thực gánh hàng rong vào cuối tuần, vào thứ bảy hàng tuần định kỳ chúng tôi tổ chức tại cái khu sân vườn này để tạo một cái nét chấm phá ẩm thực dân gian giới thiệu cho tất cả du khách. Trong cái quá trình mới vừa hình thành, mới vừa tổ chức, chắc chắn không tránh khỏi những cái sơ sót. Chúng tôi rất mong được sự chỉ dẫn, đóng góp của các quý vị lãnh đạo, các chuyên gia về ẩm thực để hướng dẫn chúng tôi hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Vị trí để chúng ta bắt đầu tiến hành phần nghi thức khai mạc Vườn Ẩm Thực Gánh Hàng Rong. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu. 1, 2, 3. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng cho chương trình ẩm thực Gánh Hàng Rong tại Vườn Ẩm Thực Mai An Tim thành công tốt đẹp. Ngon do Vườn Ẩm Thực Mai An Tim thực hiện. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiết mục múa bức họa đồng quê do vũ đoàn The Sam Band biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng tôi xin được trân trọng mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ Kim Mo Anh với một